Hai người gọi điện như vậy, tại sao phải tìm trưởng lão chứ? Có lẽ là chỗ này. Hình như không có người. Vào trong xem đi. Là gì vậy? Trưởng lão có đây không? Xem ra là cụ có biết bao nhiêu xuân thu rồi. Hai già này chính là trưởng lão của Phụng Hoàng Thành có đúng không? Thái Sơn vượt qua Bắc Hải không thể như vậy, và cũng chẳng được như vậy. Theo giả này được biết, không phải không được, mà là không có làm. Bây giờ những đứa trẻ càng lúc càng thiếu dạy dỗ. Đáng đời. Lão già đáng ghét. Tiểu Hổ Ca, đợi một chút. Hai vị trưởng lão gia gia, lúc nào có gì đắc tội xin hai người thông cảm. Chúng tôi tới đây là có chuyện cần trợ giúp. Nhìn xem, cô gái này nói chuyện thật biết ăn nói đó. Được, nói đi, có chuyện gì tới gia sinh chúng ta, nói đi. Tiểu Hổ Ca Ca, mời hai cái canh dược. Tiểu Hổ Ca Ca, hai vị trưởng lão lo lắng cho cây châm dược như vậy, chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Đúng là 12 châm dược, đúng là nó rồi. Chúng ta đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi được rồi. Ta thân tưởng tử già không gặp được, không ngờ còn gặp được nó. Hai vị trưởng lão Lai Ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người có phải đi tìm 12 con giáp không? Câu chuyện nói ra dài dòng lắm. Chúng tôi đã tóm gọn lại. Tổ tiên của chúng tôi để lại ngự môn. Truyền thuyết nói có một ngày, một năm một nữ sẽ mang thêm 12 châm dược tới đây. Phải đi tìm 12 con giáp. Một năm một nữ này chính là chủ cứu thế của tương lai. Người cứu thế à? Đúng rồi, hai vị lão già, nếu gì đã biết thì bảo nó ta nghe đi. Rốt cục phải đi tìm cờ hai con giáp ở đâu. Còn hai người có duyên nữa. Tiết Linh, chúng ta đi. Hai lão già này đã tốn thời gian của chúng ta. Đợi đã, tuổi tác ngươi không lớn, sao mà nóng tính dữ vậy chứ? Nhưng mà chúng tôi không sợ đo với các người. Mắt không bị người ta chửi hai lão già này nữa. Mau đi theo ta đi. Chúng ta vào đi. Được. Ở Phụng Hoàng bao nhiêu năm, tại sao không biết chỗ này chứ? Đẹp thật.
tên mẹ khốn kiếp ra đây đi. Nếu như không phải là người không có lương tâm thì hãy chỉ khỏi bệnh cho hai người huynh đệ của ta. Ra đây cho ta đi, mau ra đây. Có còn thì tìm ta đi. Cảm ơn. Không được chạy. Trả học bồn đi. Đứng lại. Không được chạy. Trả cục bụng lại đây. Cái gì đây? Giữ lấy. Ngọc bụng. Vì chức trách này chúng tôi ở đây mấy trăm năm, bây giờ do vào tay của hai vị, cũng xem như là kết liễu tâm nguyện của ta. Đó là thần khí, nhất định sẽ giúp các vị hoàn thành sự nghiệp. Hy vọng các người biết quý tiết, đừng để rơi vào tay của kẻ giặc. Cảm ơn hai vị trưởng lão gia gia. Trước lên còn một nghi vấn. Trước cuộc thì cái ngọc bột này có bao nhiêu thần lực, lại phải sử dụng như thế nào? Hai lão già này trước giờ thủ hộ mệnh thi, chẳng có nợ được bất cứ gì cả. Bây giờ vật duy ngựa chúng cũ, thiên mệnh đã sẽ giao cho hai người. Sau này các người sẽ tìm được cách khởi động nó. Cô gái đi đi. Hai lão già này mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đi đi. Cảm ơn hai vị. Các người nhất định bảo trọng thân thể. Tuyết Linh đi trước đây. Hai lão già đó đâu rồi? Lúc này thấy cái cục bồn này đã tiêu hao không ít sức. Hai vị trưởng lão bây giờ đang nghỉ ngơi. Tuyết Linh, họ có nói cho muội nghe thứ đồ này phải sử dụng như thế nào không? Mình đã nghiên cứu qua rồi, chẳng có phát hiện gì cả. Nhưng mà họ cũng chẳng biết. Nhưng nghe họ nói cục bồn này là thuộc về chúng ta, nhất định sẽ tìm được một cách khởi động. Tiểu Hồ ca ca, hay là để muội xem thử. Tiểu Hồ ca ca, 12 cây dược trăm và 12 con giáp quả nhiên là có liên hệ đó. Nếu như không lầm thì cái này quyết định tương đối với 12 dược trăm. Chứ vậy thì có gì đâu. Làm sao giúp chúng ta tìm được người có gì với 12 con giáp chứ?
Nhưng mà ngươi còn nhớ nữa một vị ngôn không? Chính là ngày mà cứu thế, chính là ngày mà cứu thế chủ Giá Lâm, chính là ngày đại nạn của Phượng Hoàng Thành. Đúng là tức chết đi được, không trộm được đồ còn gây quà. Hãy cho ta cơ hội đi, ta nhìn lấy được tên khốn nạn, ta cho ngươi một dao. Ai bị một dao vậy? Còn được tiểu ngư nhi này đó chứ, đừng sẽ không bỏ qua đâu. Muốn chết sao? Mày khốn kiếp, mày đầy da. Mày đầy da xem kìa, chúng tôi ở đây đợi huynh lâu lắm rồi. Đúng là cầu xin trời mong huynh bình an trở về. Đúng là được lắm đó, huynh bình an trở về rồi. Tốt thật, tốt thật, tốt quá đi. Đúng thật là biết ăn nói mà. Yeah.